Ok, và trận giao hữu giữa mình và anh BNB sẽ bắt đầu. Mình sẽ còn đi sau nha, cái đích mình đang đi sau. Với cái hang này thì to mình rồi. Đặt robot đi, vì cũng chỉ xài một em thôi chứ xài sao hết hai em. Có hai năng lượng đến từ vị trí của đối thủ và Picarom 280 máu. Ok, mình sẽ sử dụng hai cái Better Confessor. Có bó đen này và mèo thì mình có Dragonite mà có thể đỉnh lại vào được. Anh em có thể lấy hai Pokemon từ dưới mộ đặt lên tay, cái đặt em đó từ tay xuống bên đấy, đặt mèo rồi sử dụng đánh né. Nhưng trước kia mình sẽ sử dụng Crobat trước để bóp thêm bài. Mình sẽ cố gắng sử dụng chiêu của Mega Gardevoir. Mình cố gắng bỏ bớt bài thừa đi. Cái đau đầu vì chất hơi lâu. Nhìn lấy thì sẽ hơi bị chặt ban vì mình còn sợ đen na nữa là full ban này. Rồi xong, không có năng lượng luôn. Không có phải reset ta. Reset thì sợ không có Flostone. Pokemon thì cũng chỉ lấy được Dena hoặc Meltry thôi. Đến cái huy hiệu của em Plasma. Sử dụng cái item để đánh một năng lượng Plasma thì bộ bài vào Pokemon Team Plasma. Nó có vẻ như đối thủ đang breed. Mình thì sẽ cố gắng lấy lại reset đi Juniper ấy. Không có sử dụng N vì đối thủ sẽ được bốc bài. Rồi, đã có năng lượng rồi. Đánh năng lượng và sử dụng chiêu của Mega Gardevoir thôi. Bỏ bốn em kia đi. Đây ta có reset rồi. Mất ánh sớm. Ôi hai cái về hy vọng. Trời ơi, hai một cái không được chứ. Tôi sẽ sử dụng đen này hoặc Crobat.
robot rồi. Đa sinh nội xín để sử dụng loại gì đây? Mắt laser. Và nếu như ở cái đỉnh có năng lượng nữa ấy, thì đối thủ sẽ được đến vào tiếp. Như vậy thì hơi to. Lấy gì cũng vậy à. Và còn khá là ít và chỉ còn một cái khiên thôi. Phải phải có lên máy hay không? Nó sử dụng quick bond để lấy nốt em basic còn lại chúng ta. Giết của Incinero đi. Ngày 5 sắc thương. Tôi nghĩ số đang có tờ trên người mình. Tức là mình dính gần nhiều đang có tờ thì sắc thương mình trả lại sẽ càng cao. Bây giờ đối thủ đã tốn rất là nhiều năng lượng vào Picarom rồi. Bây giờ đối thủ sẽ phản đòn lại bằng cách nào đây? Rồi có luôn. Đối thủ phải có thêm một cái nữa mới đánh mình được. Một cánh cửa kết thúc được rồi. Mình mới còn năng lượng mà thôi. Mình phải kết thúc trận đấu này trong vòng 2 lượt. Là bạn phải Usma đánh con chu chu cuối trước thì mình không có cái chiêu nào mà xúc đam được một phát xúc luôn, như vậy phải đánh hai lần. Để đen này lên thì mình có slot stone. Dùng chiêu của Dragon Knight đi. Bỏ một năng lượng từ active của đối thủ đi. Mà mất một năng lượng như vậy thì làm sao mà đánh được. Đã được tít rồi.
Thường sẽ làm gì đây? Có hai năng lượng để về đối thủ. Chúng mình là đến năng lượng đánh tới. Sẽ sử dụng mua việc của Megalopony đã được 108. Vì mình không còn chiêu nào đam to cả. Để hạp rai nè. Sẽ biết anh biết sẽ làm gì đây. Tôi có đến nè. Đó thì cũng gần hết bài giống như chúng ta. Cái gì đó mình sợ là đối thủ sử dụng an, mình không có năng lượng. Rồi mình cần năng lượng để mà đánh lại các em tắt tim của đối thủ. Rồi sau đó tôi sử dụng lần 2 DNA luôn. Cuốn có mà. Áp lực quá rồi. Ok, và trận này sẽ kết thúc thôi. Đối thủ đã đẩy DNA lên thì không win được rồi. Và video của mình sẽ kết thúc tại đây. 300 sát thương. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn cảm thấy video này hay có ích, hãy đừng quên để lại cho mình